sau cái vụ cô Hằng thì mình tưởng nó là các bạn tỉnh ngộ rồi chứ, nhưng mà còn một số bạn là rất là binh nghệ sĩ, rất là hâm mộ luôn, hâm mộ những nghệ sĩ bẩn luôn. Mình nói là các bạn ơi, các bạn không có tiền các bạn mới chết, còn các bạn không có ca sĩ, các bạn nghệ sĩ các bạn vẫn sống bình thường. Và nghệ sĩ cần khán giả thì khán giả không có cần nghệ sĩ các bạn. Như tôi bán quần áo nè, tôi không có khách tôi mới chết, còn mà tôi không có nghệ sĩ tôi vẫn sống. Nghệ sĩ là một cái gì đó để mua vui thôi các bạn, hiểu không? Đời tôi nói thật, chả thần tượng bố con thằng nào, cho dù hay cỡ nào. Những nghệ sĩ chân chánh thì nhiều khi tôi thích thì tôi xem thôi, chứ còn nghệ sĩ bẩn có hay cỡ nào tôi cũng không xem, gặp là tôi lướt lẹ. Tôi chỉ thần tượng ông bà cha mẹ tôi thôi, chứ thật sự tôi không thần tượng ai. Có nhiều bạn thần tượng chết sống luôn. Người các bạn coi trọng người ta quá, các bạn thần tượng người ta quá, người ta cũng không coi các bạn ra gì đâu. Các bạn chỉ là công cụ để người ta kiếm tiền thôi, hiểu không? Đừng có coi trọng ai nhiều quá. Ngồi nhầm bạn thì nói là người ta bẩn nhưng mà người ta diễn hay. Trời ơi, ta gọi là bẩn rồi là không kêu xem luôn, có hay cỡ nào cũng không xem chứ. Cái đó người ta gọi có tài mà không có đức đó. Là diệt diệt cả thiên hạ đó. Người có tài không có đức là diệt cả thiên hạ đó. Bạn hiểu không? Đừng thần tượng người ta quá, một ngày nào đó người ta sẽ làm bài các bạn thất vọng càng nhiều.